Đội tuyển Việt Nam nhận tin kém vui trước vòng loại World Cup. Thủ môn Văn Kiệt đang liên tục mắc sai lầm trước ngày tập trung cùng Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup. Vừa qua, ông Chausseur đã công bố danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup khu vực châu Á với hai trận đấu gặp Philippines và Iraq. Chuyên gia người Pháp lựa chọn ba thủ môn là Đặng Văn Lâm, Đình Triệu và Văn Việt. So với hai người đàn anh, Văn Việt chưa từng được ra sân một lần nào cho tuyển quốc gia nhưng luôn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Sông Lam Nghệ An suốt hai mùa giải. Chính vì vậy, mọi người các đền sinh năm 2002 luôn được huấn luyện viên Chausseur tin tưởng gọi lên đội tuyển Việt Nam tại những trận lần tập trung gần đây. Tuy nhiên, trước ngày lên tập trung cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu với Philippines và Iraq ở vòng loại 2 World Cup, Văn Việt đã khiến ông Chausseur không thể yên tâm. Chính thủ môn 21 tuổi đã mắc sai lầm dẫn đến hai bàn thua trong trận đấu gần nhất của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu với Thanh Hóa tại vòng 3, Văn Việt khiến Sông Lam Nghệ An bị nhận quả phạt đền ngay phút thứ 6 sau khi phạm lỗi với Romario trong vòng cấm. Mặc dù đã cản phá được cú sút đầu tiên, nhưng Việt vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau khi tiền đạo của Thanh Hóa băng vào sút bồi. Khi Sông Lam Nghệ An đã có được bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2, tràn đầy khí thế gỡ hòa thì Văn Việt lại mắc thêm một sai lầm đáng trách. Phút 73, thủ môn của Việt Nam nhảy lên bắt bóng nhưng để tuột ra sau. Điều này giúp cho Nguyên Hoàng dễ dàng đánh đấu ghi bàn giúp Thanh Hóa thắng 3-1. Văn Việt có lẽ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ Việt Nam trong bối cảnh Philip Nguyễn đang hoàn tất các thủ tục xin quốc tịch. Chờ ông Chausseur làm mới đôi cánh, huấn luyện viên Philippe Chausseur khả năng sẽ quy hoạch lại vị trí hai cánh của tuyển Việt Nam ở trận đấu gặp Philippines và Iraq tại vòng loại 2 World Cup. Trong 6 trận giao hữu trong năm 2023 thì ông Chausseur thử nghiệm khá nhiều nhân sự hai cánh của tuyển Việt Nam. Chính thức ra người Pháp luôn muốn tìm kiếm những người có khả năng công thủ toàn diện, chơi kỷ luật và gắn kết. Rất tiếc là đại được tập trung cho tháng 1 sắp tới là hai trận gặp Philippines và Iraq. Hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương và không thể có mặt. Nếu có cầu thủ của Cầu Hòa Hà Nội, ông Chausseur chỉ phải lo cho cánh đối diện. Những thử nghiệm của ông Chausseur ở 3 trận đấu giao hữu gần nhất gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc chưa đạt được kết quả như mong muốn. Cụ thể, ông Chausseur trao cơ hội đá chính cho Việt Hưng ở trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc, sau đó sử dụng gương mặt trẻ Minh Trọng ở hai trận đấu gặp Uzbekistan và Hàn Quốc. Cầu thủ dự bị cho Triệu Việt Hưng và Minh Trọng là Văn Khang thường xuyên được vào sân cuối hiệp 2. Nhìn chung thì những cầu thủ đá cánh như tuyển Việt Nam ít nhiều mang tới nét mới trong lối chơi, nhưng chưa thể làm hài lòng ông Chausseur. Hồ Văn Cường, Minh Trọng, Văn Khang đều có hạn chế về kinh nghiệm thi đấu. Số này thì Văn Cường còn chưa ra sân trận đấu nào tại V-League trong màu áo của Hà Nội. Vì vậy mà nhiều khả năng trong hai trận đấu sắp tới thì ông Chausseur sẽ làm mới vị trí hậu vệ phải và trái từ Việt Nam. Đây là lý do mà chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định triệu tập Văn Thanh và Xuân Mạnh. Đây là hai cầu thủ chơi rất tốt dưới thời ông Park Hang-seo và đang có phong độ ấn tượng tại V-League. Dĩ nhiên cơ hội tốt dành cho tất cả khi tuyển Việt Nam có 10 ngày chuẩn bị. Trận đấu gặp Philippines, sự thể hiện trong mỗi buổi tập của các cầu thủ cũng có thể ghi điểm với huấn luyện viên Philippe Chausseur. Phạm Xuân Mạnh, cơ hội mới tại đội tuyển Việt Nam. Việc chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội và thi đấu trong vị trí mới có vẻ như đã giúp cho Xuân Mạnh lọt vào mắt xanh của ông Chausseur trong lần tập trung đội tuyển Việt Nam. Tại vòng 3 của V-League, Hà Nội đã nhận thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội. Họ trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp tính cả tại V-League và AFC Champions League. Trong chuỗi ngày u ám thì chỉ ít đội bóng thủ đô vẫn có tin vui khi tân binh Phạm Xuân Mạnh được gọi lại đội tuyển Việt Nam. Tại cuộc đối đầu với câu lạc bộ Wuhan Three Town tại AFC Champions League, Xuân Mạnh lần đầu đá chính cho Công an Hà Nội vẫn chưa ấn tượng. Khi đội thiếu người, hậu vệ quê Nghệ An thi đấu lăn xả và quyết liệt góp công giúp đội bóng thủ đô hạn chế số bàn thua. Anh được SofaScore 6.7 điểm là một trong những cầu thủ chưa hay nhất câu lạc bộ Hà Nội. Để trận đấu gặp câu lạc bộ Hải Phòng, Phạm Xuân Mạnh cũng đã để lại dấu ấn khi đá hậu vệ cánh trái. Anh có bước di chuyển thông minh và đầy tốc độ để chiếm lĩnh khoảng trống ở biên trái và tung ra cú tạt bóng bằng chân không thuận chính xác. Trong ngày huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam ra mắt bằng trận thua câu lạc bộ Công an Hà Nội 0-2, đội Hà Nội chưa không như kỳ vọng và việc họ nhận thất bại cũng là điều dễ hiểu. Lần này thì Phạm Xuân Mạnh tiếp tục được đá hậu vệ cánh trái tạo ra sự kết nối với Phạm Tuấn Hải. Họ thường xuyên tổ chức các pha chồng cánh tương đối nguy hiểm khiến Hồ Tấn Tài không còn được dâng cao tấn công như thường lệ. Ngoài ra Xuân Mạnh và Văn Xuân và thay Văn Thắng phút 30 cứ liên tục đảo cánh cho nhau để tạo ra sự bất ngờ. Cá nhân cầu thủ số 7 của câu lạc bộ Hà Nội thường xuyên xâm nhập vòng cấm địa và có thể mang về bàn thắng nếu như những pha xử lý của anh gọn gàng hơn. Với những màn trình diễn này, Xuân Mạnh đã có tên trong đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho mở màn vòng loại thứ hai World Cup. Anh có thể sẽ là một nhân tố cạnh tranh thú vị của ông Chausseur tại những trận đấu sắp tới. Vị trí về cánh trái thì ông Chausseur đã trao cơ hội cho Việt Hưng, Minh Trọng hay thậm chí là Văn Toản. Việt Hưng và Văn Toản đều xuất thân từ tiền vệ trung tâm nên chưa tiền được nhiều. Xuân Mạnh sẽ mở ra cuộc cạnh tranh với Minh Trọng bên hành lang cánh. Hậu vệ bất kỳ đội bóng nào vẫn có ít nhất một gã cầu thủ đa năng, nhờ khả năng xử lý bóng tốt bằng cả hai chân, thì độc xông xáo và mạnh mẽ, Xuân Mạnh hoàn toàn có thể trở thành một phát hiện mới của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Chausseur. Huấn luyện viên trưởng của Philippines tuyên bố bất ngờ về cách đánh bại đội tuyển Việt Nam. Phát biểu trước báo giới, huấn luyện viên Philippines Michan Weiit khẳng định muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam bằng lối chơi tấn công hiện đại. Đội tuyển Philippines là một đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup. Hai đội sẽ chạm trán vào ngày 16 tháng 11 trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial tại Manila. Tất nhiên đội chủ nhà rất quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu này.
Phát biểu trước báo giới, huấn luyện viên đội tuyển Philippines Michael Weis tuyên bố muốn giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam bằng lối chơi tấn công hiện đại. Huấn luyện viên trưởng người Đức cho hay: "Đối đầu với một đội tuyển Việt Nam là một trận cầu lớn đối với Philippines. Chúng tôi biết họ là đối thủ khó khăn nhưng vẫn muốn làm được điều gì này. Toàn đội sẽ thiện lối chơi hiện đại để chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Chúng tôi không muốn chỉ dựa vào phòng ngự và hạn chế bàn thua, mà hoàn toàn có thể tấn công." Trong thời gian tới đây, Michael Weis sẽ công bố bản danh sách gồm 26 người trước khi họ rút gọn xuống còn 23 người, bắt đầu tập luyện tại Manila vào ngày 12 tháng 11. Huấn luyện viên người Đức tin tưởng vào đội hình có trong tay. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Philippines nói thêm: "Chúng tôi sẽ có mặt tại Manila và gánh vác trọng trách lớn. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể làm được điều gì đó. Tôi sẽ chuẩn bị các bữa tiệc thịnh soạn dành cho người hâm mộ." Việc phải thi đấu tại sân Cornetto Riza Memorial là bất lợi lớn với tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của huấn luyện viên Chausia đã quen thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên và phải thích nghi với điều kiện thi đấu mới chỉ trong có vài ngày. Không những vậy, đội chủ nhà Philippines còn đang kêu gọi người hâm mộ tới kín sân của vũ đội nhà. Ông Michael Weis lên tiếng: "Người hâm mộ đóng vai trò quan trọng sau thành công của đội tuyển. Akan, biệt danh của tuyển Philippines, sẽ bước vào vòng loại World Cup lịch sử. Tôi muốn các cầu thủ cảm nhận được sự ủng hộ từ những người hâm mộ. Chúng tôi muốn cổ động viên lấp đầy sân Riza Memorial để tăng cường sức mạnh cho đội bóng này." Keep the sky up.